Thưa quý vị và các bạn, Đà Lạt, thành phố với kiến trúc xây dựng độc đáo, những ngôi nhà tọa lạc trên địa hình đồi dốc tạo nên nét đặc trưng riêng của vùng đất cao nguyên này. Tuy nhiên, thời gian qua, việc quản lý hoạt động xây dựng các bờ ta luy trên địa bàn vẫn còn chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng sau một thời gian sử dụng, nhiều bờ ta luy đã xuống cấp, kéo theo ẩn họa khôn lường, nhất là vào thời điểm mùa mưa. Đây là vụ sập bờ ta luy xảy ra vào ngày 6 tháng 5 tại khu vực suối Cát Xuân An, phường 3, thành phố Đà Lạt. Thời điểm trên, bờ ta luy xây bằng đá của gia đình ông Nguyễn Đức Thiêm có chiều dài 17m, cao 6m, bất ngờ đổ sụp, kéo theo một lượng lớn đất đá làm sập phần sau của hai nhà bên cạnh. Rất may không có thiệt hại về người. Trước đó vài ngày sau trận mưa lớn, bờ ta luy cao khoảng 8m, dài hơn 20m tại một đường nhánh trên đường Triệu Việt Vương, phường 4, Đà Lạt, bất ngờ đổ sập, làm hư hỏng toàn bộ chiếc ô tô taxi đang đổ ở bãi đất trống. Rất may thời điểm đó trên xe không có người. Đây là hai trong số nhiều vụ sập ta luy xảy ra thời gian gần đây tại thành phố Đà Lạt. Thì trước đây là mình không qua cái tư vấn, cho nên mình xây thì mức độ nó không quá an toàn. Thì có thể là do người Đà Lạt thì mưa nói chung là mưa rất là lớn. Mà nếu không làm an toàn thì hai là hệ thống thoát nước cực kỳ quan trọng, tức là mình phải làm hệ thống thoát nước. Còn nếu mà không làm được hệ thống thoát nước tốt mà không xây an toàn là xảy ra sập. Trên địa bàn thành phố Đà Lạt hiện có hàng ngàn bờ ta luy lớn nhỏ, trong đó khoảng từ 70 đến 80% bờ ta luy thực hiện chức năng đảm bảo an toàn cho các công trình nhà, biệt thự, cầu đường. Để có được những bờ ta luy kiên cố, người dân phải mất cả 100 triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng để xây dựng. Thì quá trình mà kiểm tra các cái công trình đó thì tập trung vào những cái đúng cái kiểm tra cái giấy phép xây dựng, trong đó hiện trạng thì nó có những cái ta luy đó thì một số cái ta luy nó cũng có tồn tại cũng đã lâu, nó xảy ra cái hiện tượng sụt lún và gây ảnh hưởng đến người hoặc là tính mạng của người hoặc là tài sản có liên quan. Theo quy định, đối với những bờ ta luy cao từ 3 mét trở lên phải xin giấy phép xây dựng của địa phương. Tuy nhiên thực tế, việc xây dựng bờ ta luy ở Đà Lạt vẫn được thực hiện theo kiểu mạnh ai nấy làm. Và chất lượng xây dựng các công trình bờ ta luy hầu như nằm ngoài tầm quản lý của các cơ quan nhà nước. Và đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến các vụ sập bờ ta luy ở Đà Lạt trong thời gian qua. Ủy ban dân phường cũng đã triển khai cho cán bộ, đặc biệt là tổ quản lý trật tự xây dựng ở phường, là thường xuyên đi kiểm tra địa bàn và đôn đốc các cái hộ xây dựng là phải đảm bảo được về cái chất lượng cũng như là xây dựng các bờ ta luy, và để đảm bảo sao mà không để xảy ra cái mất an toàn trong lao động và đảm bảo về toàn bộ cái diện tích đất cũng như là bờ của người dân là không bị sạt lở. Hiện nay Đà Lạt mới chỉ bước vào thời điểm mùa mưa, để đảm bảo an toàn về tính mạng cũng như tài sản của nhân dân, đặc biệt là những khu vực có nguy cơ sạt lở cao, thành phố Đà Lạt cần có biện pháp rà soát, gia cố và quản lý chặt chẽ việc xây dựng bờ ta luy. Có như vậy mới đảm bảo an toàn cho những công trình bờ ta luy, đồng thời lưu giữ một trong những nét kiến trúc đặc trưng của thành phố Đà Lạt.